Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, trong nhóm hội review đồ ăn có tâm, một cộng đồng review ẩm thực trên Facebook với hơn 666.000 thành viên đã bất ngờ xuất hiện một bài đăng bình chọn các food reviewer bị đánh giá là kém chất lượng nhất. Trong đó thì hàng loạt những cái tên đình đám có tiếng trong giới review ẩm thực đã bất ngờ lọt top khiến nhiều khán giả chú ý. Theo đó, bài đăng này đã được một thành viên trong hội review đồ ăn có tâm đăng tải với nội dung như sau: Food review hay fast review? Mình nói ngắn gọn thôi, sau một thời gian nghe theo các food review nổi tiếng với cơ man là anh đẹp, món ngon, hí hửng rủ dê bạn bè đông ẩm đi thưởng thức với lòng háo hức vô vàn, thì 10 lần đi ăn hơn nửa lần bỏ về vì quá dở, khiến quả thực không còn lỗ nào để chui. Mặc dù mỗi lần đều cảnh giác thêm được vô số chiêu trò, nhưng quả thật là ngày càng biến hóa khôn lường, vừa bị lừa hôm trước lại vẫn bị lừa hôm sau. Theo đó thì chủ topic này đã đặt vấn đề về việc các food reviewer gần đây liên tục khiến người theo dõi thất vọng khi chụp ảnh, quay clip mô tả, viết lách có phần nói quá, trong khi sự thật không được như vậy. Cuộc bình chọn này được mở ra để các thành viên trong hội đánh giá xem đâu là những food reviewer kém chất lượng nhất. Và chỉ sau 1 giờ đăng tải thì bài đăng này đã thu hút hàng chục nghìn lượt bình chọn cũng như là gần 1,5 nghìn lượt bình luận. Và đứng đầu danh sách này chính là Ninh Tito, anh chàng nổi tiếng với 789.000 lượt theo dõi trên YouTube, thế nhưng lại đang là người nhận về hơn 3,8 nghìn lượt vote trong danh sách kém chất lượng. Tiếp theo là Ngọc Phúc, cô có 216.000 lượt theo dõi trên TikTok và 74.000 lượt theo dõi trên Instagram, đứng thứ hai với gần 2,1 nghìn lượt vote. Vị trí thứ ba là Duy Nến, chủ kênh YouTube Hà Nội Phố đang bị chỉ trích những ngày gần đây vì cách review khá là ngô nghê và sai lệch. Tiếp đến là Tiểu Màn Thầu, TikToker Hà Nội với hơn 712.000 lượt theo dõi, đứng thứ tư với gần 900 lượt vote. Và ở bên dưới thì một số cái tên nổi tiếng khác cũng được nhắc đến như là Quân Bin, Ăn Sập Hà Nội, Công Vũ, Chú Bé Hà Nội, Tôm La Cà, Mỏ Khoét, Pít Ham Ăn, v.v. Không ít người cho rằng danh sách này lập ra có ích cho họ trong việc tìm tên tuổi đáng tin khi tham khảo ăn uống, du lịch, cà phê. Đồng thời đây cũng là dấu hiệu cho những nhân vật được nhắc đến cần phải nhìn lại, rút kinh nghiệm cũng như sửa đổi. Một số người khác lại cho rằng danh sách này chỉ phản ánh được một phần, không đánh giá được toàn cục. Nhiều người được bình chọn do hiệu ứng đám đông, chứ những người tham gia bình chọn chưa thực sự am hiểu. Còn các bạn thì sao? Các bạn có suy nghĩ như thế nào về bảng đánh giá này thì hãy để lại comment ở dưới để cho chúng mình cùng được biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày.